Gigi Phương Trinh là ai mà trong mọi lễ tang đồng nghiệp đều thấy cô xuất hiện? Những ai theo dõi về những tang lễ của các nghệ sĩ bên hải ngoại đều thấy người xuất hiện nhiều nhất trong những đám tang đó không ai khác là ca sĩ Gigi Phương Trinh. Vậy cô là người như thế nào mà lại được lòng của các đồng nghiệp đến thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Gigi Phương Trinh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1967 tại Sài Gòn. Cô theo gia đình sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1979. Tại hải ngoại, chính cuộc gặp gỡ định mệnh với nghệ sĩ Quốc Sĩ, vốn là một trong những thành viên sáng lập ban nhạc The Magics, ban nhạc mà có thành viên hát chính là nữ ca sĩ Như Mai, từng xuất hiện trong Party by Night số 12, 13, đặc biệt là 20, là cơ duyên đưa cho Gigi Phương Trinh đến với con đường ca hát. Dòng nhạc mà cô theo đuổi là techno, rap và new wave. Gigi Phương Trinh xuất hiện lần đầu trong chương trình Party by Night số 14 với những ca khúc nhạc ngoại. Ngoài ra, cô còn từng cộng tác với các trung tâm làng văn Thúy Anh vào thập niên 1980 và Asia vào năm 1994 trong khu vực quận Cam. Gigi góp mặt trong nhiều phòng trà như Al Baccarat, Lutres, Diamond và Mezzitip. Ở một thời điểm nào đó trong thập niên 1990, Gigi gặp Phi Nhung. Và chính Gigi đã khuyến khích Phi Nhung tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật và nhận Phi Nhung làm em gái nuôi. Sau này khi Wendy ra đời, mẹ của Gigi nhận trách nhiệm trong Wendy khi cả mẹ Phi Nhung lẫn Gigi đều bận rộn với sân khấu. Với bề dày ở hải ngoại rất lâu, cộng thêm là ca sĩ nên Gigi Phương Trinh giao lưu và kết bạn với rất nhiều nhân vật định cư tại California. Và với tấm lòng nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ người khác, cô đã tạo sự tin tưởng cho các đồng nghiệp khi tiếp cận. Cô còn mở một phòng trà rộng lớn dành cho các gia đình mở tiệc sinh nhật, ăn uống hay ca hát tại đây. Thường phòng trà của cô vào mỗi đêm đều chặt cứng khán giả. Ngoài ra, khán giả còn ngưỡng mộ tình bạn thân thiết rất lâu năm giữa Gigi Phương Trinh và Cam Thơ, vợ của nhạc sĩ Lê Quang. Nơi nào có tiệc tùng hay lễ tang đều thấy xuất hiện của đôi bạn thân này. Ngoài cách cư xử tốt với đồng nghiệp, Gigi còn có mối quan hệ với chồng cũ và vợ mới rất khăng khít. Những lần Gigi Phương Trinh xuất hiện trong lễ tang, Gigi Phương Trinh viếng đám tang ca sĩ Quốc Anh. Ca sĩ Quốc Anh qua đời vào lúc 13 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2021 giờ địa phương tại bệnh viện Fountain Valley, California, Mỹ, sau thời gian chống chọi với COVID-19, hưởng thọ 72 tuổi. Thời gian trước đó, nam ca sĩ nhập viện vì mắc COVID-19. Bệnh tình của ông trở nặng, phải cấp cứu trong phòng ICU, phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Ca sĩ Gigi Phương Trinh đang ảnh cùng đồng nghiệp bạn bè dự đám tang ca sĩ Quốc Anh tại Mỹ. Hôm nay đến tiễn anh hai Quốc Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Rất vui khi thấy lễ an táng của anh được tổ chức thật trang nghiêm. Anh rất xứng đáng được như vậy, vì anh là một người nghệ sĩ hiền lành và dễ thương. Tưởng sẽ không còn khóc được nữa sau khi đã trải qua bao nhiêu sự ra đi của những người thân trong vài tháng qua. Nhưng hôm nay em lại khóc. Tất cả những người lên chia sẻ về anh đều khóc vì thương nhớ anh. Anh ra đi thanh thản nhé. Một ngày nào đó tất cả anh em chúng ta sẽ gặp nhau. Thương nhớ anh nhiều, cô bày tỏ. Gigi Phương Trinh buồn bã chia sẻ về tang lễ nghệ sĩ chia tay. Rồi đây bé heo sẽ làm nũng với ai? Ngày 18 tháng 12 năm 2020, đám tang danh hài chia tay diễn ra tại cộng đồng giáo sư Thanh Linh ở Fountain Valley, California, Mỹ. Anh qua đời vì đột quỵ. Ca sĩ Gigi Phương Trinh chia sẻ rất xót xa về người vợ của nghệ sĩ chia tay. Cô ấy là người thân thiết, từng nhiều lần hát chung với ban nhạc của chia tay và cũng là người kề cận Phương Loan khi chia tay không có ở đây. Trở về từ tang lễ, ca sĩ Gigi Phương Trinh không giấu được nỗi buồn. Chị chia sẻ, mặc dù đã chấp nhận sự ra đi của anh là thật cả mấy ngày nay, nhưng em vẫn không thể tin đây là lần cuối cùng em được gặp anh. Mỗi lần anh về Mỹ trước đây, cứ hễ gặp anh là luôn thấy có bé heo bên cạnh. Và ngày hôm nay cũng vậy, bé heo của anh đã đứng suốt bên anh từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không một chút nghỉ ngơi, để cảm ơn những người đến viếng thăm anh. Nếu xem live stream về đám tang chia tay, khán giả sẽ nhận ra không có phút nào là nữ ca sĩ Phương Loan rời khỏi quan tài. Từng phút, chị đều đứng đó cúi chào từng người đến viếng rồi lại quay sang nhìn chồng. Em thương xót lắm khi nhìn hình ảnh chị đứng bơ vơ bên anh với đôi mắt sưng húp vì đã khóc liên tục mấy ngày nay. Anh là cả cuộc đời của chị. Rồi đây, bé heo sẽ làm nũng và nhõng nhẽo với ai đây?
nữ ca sĩ đau xót chia sẻ. Gigi Phương Trinh khóc nức nở, Phi Nhung là em ruột của tôi. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2021, tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang, California, Mỹ. Trong lễ cầu siêu và phát tang, ca sĩ Gigi Phương Trinh được mời lên chia sẻ về người quá cố. Vợ của Bằng Kiều không thể kìm được những giọt nước mắt khi nói về kỷ niệm chị em trong một khoảnh khắc làm bao người xung quanh chết lặng vì xúc động. Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi, sao đi đâu chị cũng giới thiệu với mọi người, em là em nuôi, sao không nói em là em ruột chị. Lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn non nớt nên nói lại là, nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ chị, hai ba đời con, người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị, nên chị không thể làm được. Đó là điều tôi tan nát hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Và hôm nay tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người, Phi Nhung là em ruột của tôi. Chị Sư Phương Trinh nức nở. Mẹ ruột nữ ca sĩ ngồi phía dưới cũng không thể kìm những giọt nước mắt. Tôi đã hứa với Phi Nhung sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy. Tâm nguyện Phi Nhung còn dang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện. Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em. Vợ của Bằng Kiều nói thêm, được biết Chi Siêu Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết 31 năm. Cũng chính vợ của Bằng Kiều là người dẫn dắt Phi Nhung vào con đường nghệ thuật. Về phía mình, giọng ca Bông Điên Điển luôn xem gia đình Chi Siêu Phương Trinh như gia đình ruột thịt, còn Wendy là cháu ngoại, luôn được yêu thương. Chi Siêu Phương Trinh thay vợ Đức Tiến đứng lo liệu đám phiến cố nghệ sĩ ở Mỹ. Và mới đây nhất, Chi Siêu Phương Trinh lại tiếp tục đón nhận thông tin đàn em thân thiết diễn viên Đức Tiến qua đời. Cô đã sốc trong suốt những ngày qua. Tri Sư Phương Trinh bật khóc chia sẻ về tình hình hiện tại của Hoa hậu Bình Phương vì hiện tại có nhiều tin đồn chưa chính xác. Nữ ca sĩ bộc bạch, tôi mong mọi người hãy nghe thông tin chính xác từ bạn bè, người thân của Đức Tiến. Đừng nghe những tin đồn đại thiếu xác thực làm ảnh hưởng tới tinh thần của Bình Phương. Trong lúc này, Bình Phương không còn tâm trạng nào để ý tới những vấn đề xung quanh. Tôi rất xót xa cho Bình Phương. Tôi chỉ mong trước khi mọi người đăng một cái gì lên, hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng chia sẻ những tin tức không chính xác, sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều với tinh thần Bình Phương. Bình Phương rất thương chồng nên mong muốn những gì tốt nhất cho chồng. Mọi nguyện vọng của Đức Tiến họ còn sống, Bình Phương đều làm theo y chang. Nhắc về Đức Tiến, Chi Chi Phương Trinh xót xa về sự ra đi đột ngột của anh. Đức Tiến là người sống biết trước biết sau, tốt với bạn bè và thương con cái, nên mọi người đều muốn làm điều tốt nhất cho Tiến, nữ ca sĩ chia sẻ. Đồng thời cô cũng xúc động viết tâm thư. Đêm qua, mình nhắn tin cho chị Y Lan, nhờ chị hát bài Nghìn Trùng Xa Cách để tiễn đưa Đức Tiến trong chương trình hát tưởng niệm sẽ được tổ chức vào thứ tư tuần sau, ngày 29 tháng 5. Chị Y Lan là một trong những người đàn chị mà mình quý mến nên khi lên chương trình, chị là người mình nghĩ đến đầu tiên để mời. Vài phút sau, mình nhận được tin nhắn trả lời của chị. Chị đang test cho em, thì lại nhận được test của em nè. Chị biết em gần và thân với Đức Tiến nhất trong tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ, nên em đau lòng lắm trong sự ra đi đột ngột này của Đức Tiến. Nên chị muốn đặc biệt gửi lời chia buồn cùng em, Gigi à. Tất cả mọi người đã đăng trên Facebook những kỷ niệm về Đức Tiến, nhưng chỉ có em là người chị thân cận nhất với Đức Tiến, mà em vẫn chưa lên tiếng một lời nào, ngoại trừ việc em thay mặt cho Bình Phương đăng thông tin đính chính sai lệch thôi. Chị biết em đang bị nốt trong nỗi đau mất mát người em thân thương, Đức Tiến. Trong lúc này nên em kiệm lời. Chị thương và hiểu em lắm. Vừa đọc đến đó, tự nhiên hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Tại sao chị có thể hiểu mình đến thế? Là một trong những người nhiều lời nhất trên Facebook, chỉ với một đề tài sinh hoạt ngày thường thôi, mình có thể viết dài như truyện ngắn. Mà tại sao sự ra đi của một người bạn thân như Tiến mà lại không có lời nào để chia sẻ về những kỷ niệm của hai đứa? Khi nghe tin Đức Tiến ra đi đột ngột, trạng thái mới đầu là sốc, sau đó là phủ nhận và cuối cùng là tê liệt, như chị Ý Lan nói. Và hôm nay, khi viết ra được những dòng chữ này, có nghĩa là mình đã bắt đầu chấp nhận Đức Tiến đã rời xa chúng ta thật rồi. Đây là những gì về ca sĩ Gigi Phương Trinh. Cô sống rất được lòng anh em đồng nghiệp tại hải ngoại.